Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm nay và ngày mai 8 tháng 7 năm 2023. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ổn định, vùng hội tụ gió trên khu vực Nam Biển Đông di chuyển chậm lên phía Bắc, tác động đến thời tiết Nam Bộ. Gió chuyển hướng Tây Nam có cường độ yếu trên khu vực Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục dắt qua Bắc Bộ và Bắc Biển Đông. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Trưa chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Đêm có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, có lúc cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Ngoài khơi, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1,85 m, xuất hiện lúc 17 giờ ngày 7 tháng 7. Thấp nhất âm 1,8 m, xuất hiện lúc 1 giờ 30 phút ngày 8 tháng 7. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,83 m, xuất hiện lúc 3 giờ ngày 8 tháng 7. Thấp nhất 0,71 m, xuất hiện lúc 17 giờ ngày 7 tháng 7. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.